quý vị, không gian rộn ràng như thế này quen thuộc vào mỗi tối thứ bảy cuối tuần. Chúng tôi hân hạnh gửi lời chào quý vị và các bạn đến với chương trình Giao ước tình yêu. Quý vị và các bạn, Giao ước tình yêu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Đến với mỗi một tối của Giao ước tình yêu là đến với những cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Ở đây các bạn trẻ đầy tươi mới, trẻ trung, dám yêu, dám thể hiện và dám lựa chọn theo quyết định của mình để có thể tìm kiếm một nửa hạnh phúc. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ các cô gái đến chương trình ngày hôm nay. Cho ba cô gái ngày hôm nay được không ạ? Đầu tiên có lẽ Hiếu phải cho quý vị biết luôn tại vì sao có sự xuất hiện của ba cô gái. Đây là một trong những định dạng chương trình cực kỳ hấp dẫn. Khi ba cô gái ở đây xuất hiện, nhưng chỉ có duy nhất một cô gái thật sự đến đây để tìm kiếm tình yêu. Còn hai cô gái còn lại có thể là cô gái đã có người yêu hoặc đến đây vì một lý do hoàn toàn khác. Đây chính là một sự đánh đố dành cho quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Vậy thì, theo quý vị, trong ba nhan sắc này, ai mới thật sự là cô gái đi tìm kiếm tình yêu? Chúng ta sẽ có kết quả ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ, hãy cùng làm quen với ba cô gái xinh đẹp này. Mời em. Xin chào tất cả với các quý vị khán giả và anh MC Phương Hiếu. Em Gilly Nguyễn, nghề nghiệp của em là dancer và hiện tại là đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Gilly Nguyễn, dancer. Mình thích nhảy thể loại nào? Em là sexy dance, traffic, hip hop. Quá tuyệt vời luôn, chắc chắn là những điệu nhảy cực kỳ quyến rũ. Vỗ tay. Chào đón bạn đến với chương trình. Cô gái tiếp theo giới thiệu nào. Xin chào quý vị khán giả và anh Phương Hiếu. Em tên là Diễm Hằng, em 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em đến đây với mong muốn là tìm được người bạn trai lý tưởng của mình. Hay quá. Nói luôn mong muốn tìm được người bạn trai lý tưởng luôn. Mình học ngành nào vậy Hằng? Dạ em hiện đang học ngành quản trị kinh doanh. Cô gái còn lại giới thiệu nào? Dạ em chào quý khán giả và anh Phương Hiếu. Em tên là Nguyễn Thị Phương Quyên, nghệ danh của em là Du Quyên. Thì công việc hiện tại của em là diễn viên. Em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em cũng đến đây tìm người yêu đúng không? Dạ đúng. Hay quá, ai cũng đến đây tìm người yêu hết trơn. Trời ơi, quý vị có tin điều đó không? Hãy nhớ qua những lời giới thiệu ngắn gọn đó, hãy đoán xem đâu là cô gái đi tìm tình yêu đích thực. Chúc cho cả ba bạn sẽ có những trải nghiệm tình yêu thật tuyệt vời tại sân chơi Giao ước tình yêu. Một trò chơi thật lớn dành cho các bạn nào. Mời các em về vị trí của mình. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến ngay với vòng đầu tiên mang tên ấn tượng ban đầu. Hãy xem chàng trai đầu tiên xuất hiện ngày hôm nay là ai với diện mạo ra sao. Hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu để chào đón chàng trai đầu tiên. Rồi, về đây với Hiếu. Anh chào ba cô gái xinh đẹp. Em chào tất cả khán giả trường quay. Em chào anh Phương Hiếu. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Lâm. Nghề nghiệp của em đang là thợ tóc. Em đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh này. Mình làm thợ tóc chuyên nghiệp được bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Mình chuyên cắt tóc kiểu gì? Cắt tóc nam hay cắt tóc nữ? Dạ, chuyên về nam mà. Chuyên về tóc nam, được đó. Một tràng pháo tay chào đón bạn được không ạ? Ngay bây giờ, Phương Lâm sẽ có một phút để chinh phục các cô gái này. Rồi, vào vị trí. Dạ, một phút dành cho Phương Lâm, bắt đầu. Chào em, anh sẽ gửi tới em một ca khúc
Em băng qua chiếc che tô anh sương êm đêm, ngồi nhìn say sưa tôi ngưỡng ngơ về em. Cây sâm xe nhìm liêu chim liêu lỗ đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua hàng cây ôi sao nàng ở đâu, cho anh lại đây nhẹ đây tìm chuyện sao. Mây trôi nhẹ lại đưa ai lặng vào đây, để anh viết lên câu ca phai sâu nơi thiên đường. Đó là lời ca tiếng hát mà chàng trai này thay cho lời chân thành nhất để gửi đến cho những cô gái xinh đẹp. Bây giờ là lúc mà em sẽ được quyền lựa chọn một cô gái để đặt câu hỏi cho mình. Em muốn chọn cô gái xinh đẹp nào để đặt câu hỏi cho mình? Em sẽ chọn Quyên ạ. Quyên, mời Quyên. Em muốn hỏi anh là cái công việc hiện tại của anh á, là mình thu nhập ổn không? Cũng ổn. Em có thể hỏi một câu tế nhị hơn nữa chứ? Dạ. Là một tháng thì mình thu nhập được bao nhiêu? Thì tùy theo những vị khách ở đó, đông thì mình có thể nhiều hơn. Anh cho em một con số cố định được không? Khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Khoảng là từ 7 triệu tới 10 triệu. Em cảm ơn anh. Hỏi vậy thôi à? Em chủ yếu là kinh tế. Nữ chính. Cho anh hỏi Quyên nè, nếu mà cái mức thu nhập hiện nay của một chàng trai khoảng 7 triệu đến 10 triệu theo em thì đó là mức thu nhập như thế nào đối với em? Đối với em thì cũng khá là hơi thấp đó. Đối với cái thời điểm hiện tại, đối với em là nó cũng còn thấp. Nhưng mà em là một người có độc lập tài chính riêng nên em cũng sẽ không có quan tâm tới cái việc đó nhiều. Em nghĩ mức bao nhiêu mới là trung bình và mức bao nhiêu mới là cao so với một chàng trai có công việc hiện tại? Nếu như mà tóc á thì em nghĩ là từ 15 triệu thì mới có thể là mình phát triển hơn và mình có thể là mở riêng cho mình một cái tiệm nho nhỏ, thì như vậy mới đủ. Thật ra là mình đang ở mức 7 tới 10 đúng không? Mà lên tới 15 thì nỗ lực thêm chút xíu nữa thôi, phải không em? Cho nên anh Hiếu hỏi như vậy để cho thấy được rằng là với một chàng trai trong mắt các cô gái mà có một mức thu nhập ổn định nó rơi vào khoảng bao nhiêu để mình phấn đấu chứ không có gì cả ha. Cảm ơn Phương Lâm rất là nhiều và chúc cho em có nhiều trải nghiệm thật là tuyệt vời. Về vị trí của mình nào, một tràng pháo tay ạ. Thưa quý vị, đó là sự xuất hiện của chàng trai đầu tiên cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu chào đón chàng trai tiếp theo. Xin mời. Chào anh ạ. Rồi, mình tự tin giới thiệu về tên tuổi, công việc của mình hiện tại cho các bạn được biết nào. Dạ, em tên là Huỳnh Nhật Tài. Em sinh năm 2000. Năm nay em là sinh viên năm tư của một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình học về ngành gì? Dạ, em học quản trị kinh doanh. Mình có đi làm thêm bên cạnh việc học không? Dạ, bên cạnh việc học em có làm mẫu ảnh các thứ về freelancer model. À, nghĩa là mình làm tự do bên ngoài. Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình vào vị trí để chuẩn bị chinh phục các cô gái. Thưa quý vị, chàng trai tên Tài là sinh viên năm tư, đang học quản trị kinh doanh và có làm mẫu ảnh tự do. Để xem bạn ấy tận dụng một phút như thế nào để gây ấn tượng ban đầu với các cô gái. Thời gian dành cho Tài bắt đầu. Chào em, hôm nay anh đến đây và anh muốn gửi tặng em một bài hát là Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc. Được ha, bài này hot nha, xin mời. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết đoạn đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau suốt đời, nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời, và con tim ở chung một nhịp khi ta có đôi. Yeah. Bây giờ
hãy chọn một cô gái để mời cô ấy đặt câu hỏi cho mình. Giữa ba cô gái xinh đẹp này, em muốn chọn ai? Dạ, em muốn chọn Hằng ạ. Hằng? Dạ. Xin mời Hằng. Theo như là anh giới thiệu là hiện anh đang học ngành quản trị kinh doanh, là chung ngành với em. Và ngoài ra là anh cũng có đang làm thêm mẫu ảnh và nhiều ngành nghề khác. Vậy thì khi mà anh ra trường thì anh có định hướng nghề nghiệp như thế nào? Tại định hướng là sẽ sau này sẽ kinh doanh riêng. Mình sẽ làm một local brand các thứ. Mình sẽ đẩy mạnh thương hiệu của mình ra đến toàn Việt Nam luôn. Dạ, nếu như anh nói như vậy thì có nghĩa là anh đã có vốn để mình có thể làm điều đó chưa? Vốn liếng bây giờ thì mình sẽ gây dựng từ con số 0. Mình sẽ vay hoặc là mình sẽ mượn gia đình các thứ để mình chi trả cho những vốn liếng ban đầu. Dạ, vậy có nghĩa là gia đình anh đang thuộc trong diện là khá giả đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Được quá. Có bộ nữ chính này bán à nha. Hỏi vô trọng tâm, còn muốn hỏi gì nữa không nữ chính? Em muốn hỏi là hiện tại anh đang học và làm như vậy thì anh đã có cái nguồn thu nhập chưa? Và nó ở mức như thế nào ạ? Hiện tại mình cũng có thu nhập kha khá về việc chụp mẫu ảnh các thứ cho những thương hiệu của ở Việt Nam hiện giờ. Thu nhập mình khoảng nếu mà chụp thường xuyên á thì mình sẽ có thu nhập từ khoảng 10 triệu một tháng. Cảm ơn anh. Một tràng vỗ tay cho Tài, mời bạn về vị trí của mình. Thưa quý vị, đó là chàng trai thứ hai. Còn bây giờ để xem gương mặt thứ ba đến với chương trình của chúng ta là ai. Xin mời. Bây giờ giới thiệu về mình cho các cô gái bằng một phong thái tự tin nhất nè. Dạ rồi, mình tên là Phạm Minh Tiến, mình sinh năm 2000. Hiện tại là mình làm thiết kế tranh ảnh và thời gian đó thì mình đi làm PT. Mình làm PT tự do, chuyên môn của mình là boxing. Wow, yeah. Vào vị trí nào. Để xem một chàng trai vừa là PT chuyên về boxing, bên cạnh đó còn làm thiết kế tranh ảnh nữa, bạn sẽ thể hiện một phút như thế nào để gây ấn tượng ban đầu với các cô gái. Xin mời. Những chàng trai hôm nay tới đây thì sẽ có người tặng cho em hoa, son và quà. Sẽ đưa cho em hoa, son và quà. Nhưng anh thì khác, anh sẽ ngày hôm nay anh sẽ đưa em về nhà. Wow. Bây giờ hãy lựa chọn một cô gái để cô gái ấy đặt câu hỏi cho mình. Em sẽ chọn ai trong ba cô gái xinh đẹp này? Em sẽ chọn bạn Quyên. Quyên, mời. Dạ. Quyên. Thu nhập của anh làm PT là bao nhiêu một tháng? Nếu nói về PT tự do thì thu nhập thì cũng thì tầm trung là anh sẽ tùy vào thời gian anh rảnh hay không, thì trung bình một người khách sẽ tập với anh trong vòng 12 buổi một tháng. Thì một ngày thì anh có thể kèm được hai người, thì thu nhập PT của anh thì tầm từ 6 triệu đổ lên. Bên cạnh cái mức thu nhập PT đó thì cái công việc còn lại của em nó mang đến thu nhập bao nhiêu? Tại vì nếu mà thu nhập PT không chỉ mới có một đầu công việc hả? Thu nhập của mình thì sẽ được trả theo năng lực. Năng lực của mình thì tầm trung là mình sẽ là 10 triệu một tháng. Như vậy là mình làm con số tính được đúng không? Hồi nãy tầm 6 triệu trở lên cho PT, thêm này 10 triệu trở lên nữa là ngót nghé một tháng. Được rồi. Cảm ơn chàng trai, mời bạn về vị trí của mình. Thưa quý vị, đó là chàng trai số 3. Để xem chàng trai số 4 có mang lại nhiều nét gì thú vị hơn hay không. Chúng ta cùng chào đón bạn. Xin mời. Đầu tiên có lẽ là mình sẽ giới thiệu tên tuổi của mình cũng như công việc để cho ba bạn nữ được biết. Xin mời. Dạ, em tên Văn Ngà. Em, công việc của em là bartender. Làm bao nhiêu năm rồi? Dạ 4 năm. Đó có phải là công việc mà em sẽ định hướng trong tương lai luôn hay không? Hay chỉ đang làm trong thời gian này thôi? Dạ em làm một thời gian ngắn em sẽ đổi. Em thấy xuất hiện của ba chàng trai trước ra sao?
Dạ, quá bình thường so với em. Quá bình thường so với em. Bình tĩnh và tự tin nha. Rồi, vào vị trí. Hướng mắt về các cô gái nào. Mình chỉ có một phút thôi. Và một phút này là một phút để mình gây ấn tượng ban đầu thật mạnh dành cho cô gái mà mình cảm mến. Thời gian dành cho em bắt đầu. Anh đang sáng tạo ra một loại nước uống mà anh đang cần một người để thử đó, để nếm được cái mùi vị tình yêu. Dạ. Hồi hộp quá đúng không? Không sao, thật ra đây cũng là những lần đầu mà các bạn lên sóng truyền hình nên mình cũng thông cảm được. Hy vọng rằng đâu đó sự chân thành của bạn sẽ chạm đến tim của các cô gái ha. Rồi bây giờ muốn mời ai đặt câu hỏi cho mình? Dạ mời bạn Hằng. Mời Hằng. Dạ. Mời Hằng đặt câu hỏi. Như anh cũng có nói á, là công việc pha chế này thì anh chỉ làm cho một khoảng thời gian thôi, rồi sau đó là anh sẽ chuyển sang một cái ngành nghề khác, nhưng mà anh vẫn chưa nói cụ thể cho em biết là cái ngành nghề đó là ngành nghề gì vậy ạ? Anh chuyển sang làm văn phòng. Dạ, em rất cảm ơn anh nghe nha. Rung quá. Chúc cho em sẽ bình tĩnh hơn khi về vị trí của mình. Xin mời. Thưa quý vị, đó là chàng trai số 4. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với chàng trai còn lại. Xin mời. Bắt tay nào. Rồi, xin chào em. Dạ, em xin chào anh Phương Hiếu. Xin chào ba bạn nữ và tất cả quý vị khán giả ở cái trường quay và sau màn hình ạ. Một tràng vỗ tay chào đón chàng trai còn lại. Thưa quý vị, em nhìn nhận gì về các đối thủ? Lúc đầu thật sự thì em ở bên trong thì em đợi, em thấy rất là lo lắng và hồi hộp. Tại vì mình không biết là các bạn kia có đẹp trai không và như thế nào mình có bằng họ không. Nhưng khi em bước ra đây em cảm không còn cái sự lo lắng nữa. Không còn sự lo lắng nữa. Dạ, đúng rồi. Tại sao? Bởi vì em thấy các bạn quá tầm thường so với mong đợi của em. Khi mình thấy đối thủ của mình như vậy chắc chắn là mình sẽ tự tin hơn. Và anh tin rằng ngay bây giờ mình sẽ thể hiện sự tự tin đó bằng cách mạnh dạn giới thiệu về mình một cách tuyệt vời nhất đến các cô gái. Xin mời. Dạ thưa anh Phương Hiếu, thưa các bạn, mình tên là Thiên Bảo. Hiện tại mình sinh năm 98 và hiện tại là mình đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc chính của mình là diễn viên tự do và bên cạnh đó mình là điều phối nhân sự của một công ty trong một cái siêu thị nhỏ. Dạ. Vậy thì bây giờ hãy sẵn sàng tự tin, mời bạn vào vị trí để thực hiện một phút chinh phục các cô gái. Thưa quý vị, để xem chàng trai này sau khi đã thấy các đối thủ của mình lần lượt xuất hiện trước đó nhàm chán và thiếu thuyết phục thì chàng ấy sẽ tận dụng một phút để chinh phục ấn tượng ban đầu từ các cô gái như thế nào. Thời gian dành cho Bảo bắt đầu. Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu thương khó quá thì chạy về khó với anh. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải đau buồn đau. Phong ba sóng gió phù đầu anh vẫn ở đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người yêu em suốt cuộc đời này được không? Ngay bây giờ hãy chọn một cô gái để đặt câu hỏi dành cho mình. Em sẽ chọn ai? Em xin chọn Willy được không ạ? Rồi, mời Willy. Anh có biết nhảy không? Có biết về đen không? Thì thực sự thì nhảy thì mình rất là thích. Nhưng mà mình cũng chưa biết nhảy nhiều. Mình chỉ biết feel theo điệu nhảy của nó thôi. Mình cũng rất là thích. Chắc có thể là trong tương lai mình sẽ đi tập nhảy. Bây giờ em có muốn thử thách bạn bằng việc một nét nhạc nổi lên và để xem bạn feel theo nhạc như thế nào không? Dạ, ok. Em có thể ra nhảy luôn. Được chứ, tại vì mình ra mình tương tác mà. Dạ, đó. Âm nhạc xin mời. Cảm ơn Julie rất nhiều.
Cảm ơn Gilly, mời Gilly về chỗ nè. Ngay bây giờ, mời Gilly đặt câu hỏi dành cho bạn. Anh nghĩ sao về một người bạn gái tương lai của anh sexy, nóng bỏng, có thể là mặc những bộ đồ rất là gợi cảm để đi diễn? Anh nghĩ sao về vấn đề đó? Rất tuyệt vời chứ, tại sao không? Yeah. Mình phải tự hào về điều đó chứ. Ở phần mở đầu á, em có thấy anh nhận xét về bốn bạn thí sinh kia. Anh có thấy cái điều mà tự tin quá đôi khi nó cũng là một cái trở ngại cho mình không? Đúng, anh cũng nghĩ như thế. Đôi khi tự tin quá lại có thể là làm ảnh hưởng xấu đến mình. Nhưng mình hãy cứ tích cực lên, mình phải tự tin, mình phải đối mặt nó, thì mình làm được. Ok, em cảm ơn. Cảm ơn Gilly. Cảm ơn em, mời vào vị trí của mình. Xin chào đón em. Ba cô gái của chúng ta, trong đó có một cô gái là cô gái chính thức đến với chương trình để tìm kiếm tình yêu. Còn hai cô gái còn lại sẽ đến vì một lý do khác. Các bạn đều đã được thấy và có những ấn tượng ban đầu về năm chàng trai này rồi. Ngay bây giờ là lúc mà các bạn sẽ hội ý cùng nhau. Dĩ nhiên, quyết định của cô gái duy nhất đến chương trình tìm kiếm tình yêu mới là quyết định quan trọng. Và chúng ta vẫn chưa biết được đâu là cô gái chính thức đến đây tìm kiếm tình yêu. Các bạn sẽ cùng hội ý với nhau và đưa ra quyết định dừng cuộc chơi với chàng trai nào. Ngay bây giờ là thời gian hội ý dành cho các bạn. Xin mời. Thời gian hội ý dành cho các cô gái đã hết. Hiếu sẽ mời hoàn toàn ngẫu nhiên một trong ba cô gái này đứng dậy để nói lên tiếng nói của nữ chính dừng cuộc chơi với một chàng trai bất kỳ. Vậy thì bây giờ, mời Hạc. Đầu tiên là đối với anh Lâm, là anh là một người rất là, khi mà anh vừa mới ra sân khấu á, là tạo cho em cảm giác là một người rất là năng động. Anh lại có thể là khuấy động được sân khấu, khuấy động được mọi người rất là nhiều. Hát cũng rất là hay. Tiếp theo là đối với anh Tài thì là một người có vẻ ngoài rất là điển trai, rất là biết cách ăn mặc, cũng là một người đa tài. Còn đối với anh Tiến thì cũng rất là chân thành, hài hước. Khi mà ra sân khấu thì cũng tạo dấu ấn ở trong em. Còn về anh Nghe thì chắc là do hôm nay là anh hơi run nên vậy là cái phần thể hiện cũng chưa được xuất sắc, nhưng mà như vậy cũng là rất là tốt ạ. Còn đối với anh Bảo thì thật sự là một người rất là cá tính luôn, và là một người rất là năng động. Vừa ra sân khấu là anh đã có thể làm chủ được sân khấu của ngày hôm nay. Tuy nhiên là em cũng có một điều chưa được đồng ý với anh, đó là anh quá tự tin nên vậy là anh dặn đến là chơi những người khác nhiều quá, thì em cũng cảm thấy là mình nên tiết chế lại phần đó một chút xíu là được ạ. Vậy thì bây giờ em hãy nói lên tiếng nói của nữ chính dừng cuộc chơi với chàng trai mà nữ chính mong muốn. Đó sẽ là chàng trai nào? Nữ chính rất là chi buồn với lại anh. Nghe. Mời em ngồi xuống. Anh muốn nghe lý do từ hai cô gái còn lại. Không biết được rằng hai cô gái còn lại, một trong hai đang là cô gái đến đây tìm tình yêu, hay là cô gái vừa ra quyết định loại mới là cô gái đến đây tìm tình yêu. Mời em, mời Quyên. Vì sao dừng cuộc chơi với Ngà theo suy nghĩ của nữ chính? Theo suy nghĩ của nữ chính thì anh Ngà quá là rụt rè đi, không có tự tin. Thì khi mà sánh đôi với nữ chính đó, nó không có được tạo cho mình cái cảm giác an toàn.
Ví dụ như là nếu một ngày nào đó em dẫn anh về ra mắt ba mẹ mà anh rụt rè như thế thì chắc chắn là ba mẹ em sẽ không đồng ý. Là người con trai mà rụt rè mà như vậy thì sẽ không bảo vệ được cho người yêu của mình. Cảm ơn Quyên. Còn Julie thì sao? Vì sao dừng cuộc chơi với Nga? Theo bản thân của nữ chính thì từ khi mà Nga bước ra, Nga có khẳng định là không ai bằng Nga. Như là một món ăn Nga giao đãi, nó rất là hấp dẫn khi nhìn bằng mắt, nhưng mà thực sự nó rất là nhạt khi mà nếm vào. Nên cả ba đều có một quyết định giống nhau là xin chia buồn cùng Nga. Dạ, cảm ơn ba cô gái xinh đẹp. Nga ơi, mình thấy quyết định dừng cuộc chơi của cả ba cô gái, trong đó có cô gái chính thức duy nhất đến đây để tìm kiếm người yêu với mình, là đúng hay sai? Mình vừa rụt rè nè, mình vừa nhút nhát nè, mình vừa nhạt nè. Những lời nhận xét đó, Nga nghĩ rằng là mình có đáng nhận hay không? Dạ là do em hơi gung nên em ái nhìn thôi, vậy thôi chứ. Thật ra là bình thường mình cũng hoạt bát lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Chúc cho chặng đường tìm kiếm tình yêu của Nga trong thời gian sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn và tìm được ý trung nhân của mình. Cảm ơn Nga đến với chương trình. Từ năm chàng trai, một chàng trai đã phải dừng cuộc chơi. Chúng ta cùng với bốn chàng trai phong độ còn lại để đến với vòng 2 của chương trình mang tên Ấn tượng ngoại hình và nhân cách. Và thưa quý vị, đây là vòng 2 của Giao ước tình yêu. Đối với mối quan hệ lứa đôi, sau những ấn tượng ban đầu, vòng 2 này chúng tôi đặt tên là ấn tượng ngoại hình và nhân cách. Lần lượt, các chàng trai sẽ xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác để xem với một diện màu khác thì các cô gái sẽ có những cảm nghĩ như thế nào. Ngay bây giờ, hãy cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu gặp gỡ lại diện màu khác của chàng trai tên Lâm. Xin mời! Trang phục này là mình thường mặc ở nhà hay mặc đi thể thao? Đi thể thao hay mặc đi thể thao. Phải nhớ là những người đàn ông á, mà khỏe mạnh một chút xíu luôn luôn ghi điểm cộng trong mắt của các cô gái. Bây giờ vào vị trí. Lần này hãy hướng mắt về các cô gái và lựa chọn một cô gái nữa để đặt câu hỏi cho mình. Lần này thì Lâm muốn chọn ai? Dòng thứ hai em sẽ chọn Hằng ạ. Chọn Hằng. Mời Hằng đặt câu hỏi cho Lâm. Em có một câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp của anh. Đó chính là hiện tại thì anh đang làm thợ cắt tóc. Thì thu nhập như anh nói ở vòng trước là từ 7 đến 10 triệu đúng không? Nếu như vậy á, thì anh nghĩ là sau bao lâu thì mức thu nhập của anh có thể vừa lo được cho anh mà vừa có thể lo được cho người bạn gái của anh? Và sau bao lâu thì tiến đến được hôn nhân với một mức thu nhập có thể lo được cho một gia đình nhỏ? Thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn, học thêm để mình trưởng thành nhanh hơn. Trong vài năm sắp tới nữa thì mình sẽ có thể được là mình sẽ mở được một tiệm cắt tóc riêng cho mình. Vậy thời gian bao lâu thì anh nghĩ là có thể mở được tiệm cắt tóc cho riêng bản thân mình? Thời gian cũng tầm 1 đến 2 năm thôi. 1 đến 2 năm là mình mới làm chủ thôi. Là mình mới làm chủ tiệm thôi. Làm chủ tiệm là đã lo được cho gia đình rồi chưa? Vẫn chưa, vậy thì thêm bao năm nữa thì lo được cho gia đình? Tầm 2 đến 3 năm nữa. 2 đến 3 năm nữa, như vậy là tầm 5 năm nữa. Nghĩa là 5 năm nữa em mới có thể đủ cái chi phí để vận hành gia đình nhỏ của mình, đúng không? Dạ, vâng. Đó gọi là kế hoạch. Hy vọng rằng với kế hoạch này em sẽ cố gắng nỗ lực thật nhiều để hoàn thành từng mục tiêu của từng giai đoạn một. Hai Lâm ha? Dạ. Cảm ơn Lâm rất nhiều, mời Lâm về vị trí của mình. Bây giờ chúng ta cùng xem sự xuất hiện của Tài có mang đến điều bất ngờ cho quý vị hay không. Xin mời Tài. Trời ơi, Tài. Nhìn khác hẳn hồi nãy ha. Em nghĩ như thế nào về sự xuất hiện này của Tài?
Hồi nãy Tài xuất hiện ra với trong một cái bộ đồ nó khá là rộng nên là nhìn ngoại hình khá là ok, nhưng mà khi bước ra với một bộ trang phục rất là sport trông có vẻ hơi gầy. Em đã có hay chưa lộ trình để nâng cấp body của mình? Sắp tới em chắc chắn sẽ đi tập gym và em muốn cùng với một bạn nữ để mình đi tập gym chung với nhau. Thú vị đó. Rồi vào vị trí để chuẩn bị tiếp tục mời một cô gái đặt câu hỏi. Em muốn mời ai trong vòng 2 này? Em nghĩ em chọn bạn Quyên ạ. Quyên, mời Du Quyên. Thì công việc của anh là mẫu ảnh á, tất nhiên là anh sẽ tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp. Thì em là một người hay ghen nữa. Thì nếu như mà em không đồng ý cho anh tiếp tục cái công việc đó thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Trong lòng mình đã có một người quan trọng rồi á, mình sẽ không để tâm đến mọi cô gái đẹp xung quanh mình. Mình sẽ chỉ nghĩ về người mà mình cho là quan trọng với mình thôi. Muốn hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Cảm ơn Du Quy rất là nhiều. Về vị trí của mình, một tràng vỗ tay cho bạn. Thưa quý vị, đó là chàng trai thứ hai. Tiếp theo chúng ta cùng gặp gỡ chàng trai thứ ba, xin mời. สวยมากครับสวยมากครับ ขอบคุณครับ Ủa tự nhiên cái mình Thái Lan luôn vậy em? Tự nhiên mình Thái Lan luôn vậy? Dạ tại vì em học về boxing và Muay Thái. Thì trong đó thì em có đi xem nhiều trận đấu thì em có được giao tiếp với người Thái Lan và em thấy cái cách của họ show ra trên sàn đấu và cách họ nói chuyện. Em thích boxing và Muay Thái để mình luyện tập sức bền, sự dẻo dai và nhanh nhẹn của người đàn ông. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Tốt thôi. Chính điều đó bạn cũng có một thân hình cân đối so với vóc dáng của mình. Vậy thì bây giờ, theo em, những chàng trai đã xuất hiện trước đó, lần này mình thấy rõ ngoại hình của các bạn hơn. Em có điều gì muốn nhắn gửi đến các bạn không? Em nói là các bạn nên về nhà và chịu khó ăn uống điều độ và tập luyện mỗi ngày 30 phút. Thế bây giờ, nào vào vị trí. Thưa quý vị, một chàng trai đang là BT, đam mê kickboxing cũng như là Muay Thái. Vòng này em sẽ lựa chọn cô gái nào đặt câu hỏi cho mình, xin mời. Em xin phép được lựa chọn bạn Hằng. Xin mời Hằng. Như em thấy anh là một người có cơ bắp rất là cuồn cuộn, là một người rất là khỏe mạnh như vậy. Khi mà sau này hai chúng ta có thể là tiến tới tìm hiểu nhau hoặc là tiến tới hôn nhân thì sẽ chắc chắn là không thể nào tránh khỏi cái việc là cãi vã hoặc là bất đồng ngôn ngữ. Thì lỡ như mà em không có chịu là theo ý của anh đi thì anh có phải là một người đàn ông dùng vũ lực hoặc là đánh đập em hoặc là dùng cái cơ bắp của mình để gây hại đến người bạn gái của mình hay không? Hỏi vào vấn đề ha. Nếu mà sau này có trường hợp anh nóng giận thì anh sẽ trả tướng cái bao cát khi mà mình nóng giận á, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình tôn trọng lẫn nhau thì cái trường hợp đó sẽ rất là khó xảy ra. Dạ, em rất cảm ơn câu trả lời của anh. Sao Hằng vỗ tay à? Anh hỏi thật. Dạ, là em cảm thấy là đồng điệu, có sự đồng điệu giữa em và anh ạ. Cảm ơn em rất là nhiều đã trả lời câu hỏi mà Hằng mong muốn. Về chỗ của mình nào, cảm ơn bạn. Còn một chàng trai nữa thôi, cũng chính là chàng trai mang lại nhiều sự lý thú ở vòng đầu tiên. Để xem vòng này bạn sẽ chinh phục các cô gái như thế nào. Xin mời. Rồi, mình vẫn tận dụng phụ kiện rồi ha. Cái là mình tự phối để mình tạo ấn tượng. Dạ đúng rồi. Vào vị trí. Ok. Ngay vòng 2 này em mong muốn ai là người đặt câu hỏi cho mình? Em vẫn muốn kêu ạ. Tại vì sao vậy? Tại đơn giản là em có ấn tượng với bạn đó từ lúc ban đầu. Có ấn tượng từ ban đầu để xem ấn tượng này là tốt hay xấu còn chưa biết nha. Xin mời kêu tiếp tục đặt câu hỏi. Được biết là công việc của anh là rất là bận rộn vì tới 2 job. Nhưng mà nếu ví dụ trong một tình huống nào đó, hôm đó anh có một cuộc
họp với sếp. Nhưng mà bên cạnh đó em lại đang gặp một trục trặc gì đó rất là gấp và còn anh đến ngay lập tức, thì anh sẽ xử lý nó như thế nào? Anh sẽ có thể tạm gác cuộc họp đó lại được, sẽ đến bên cạnh em ngay lúc đó. À, đây là một công việc, cuộc họp đó cũng rất là quan trọng không kém. Em muốn biết anh xử lý nó như thế nào, giữa một bên là công việc, một bên là tình yêu, nhưng mà cả hai đều rất là quan trọng nha. Đây là một trường hợp cụ thể. Cấp trên của em mong muốn cuộc họp để phân công lại nhiệm vụ, thậm chí là sa thải nhân viên. Cho nên mong muốn tổ chức một cuộc họp có mặt đầy đủ các nhân viên để đưa ra nhận xét đánh giá về từng người và quyết định dừng công việc với bất kỳ một trong những người nào đó, trong đó có thể là em, vì em đang là quản lý cửa hàng. Bạn gái của em đang có một sự cố, một tai nạn xảy ra trên đường và bạn gọi cho em gấp, em có thể đến để giải quyết sự cố cho bạn. Em xử lý như thế nào? Lúc đầu tâm trí em sẽ cũng hơi rối bời đó, nhưng em sẽ bình tĩnh lại và sẽ gặp sếp và trình bày cái nguyên nhân để cho sếp của mình hiểu được mình, và sau đó có thể giải quyết cái công việc nó cụ thể, gọn gàng và nhanh chóng để em có thể đến nhanh chóng với bạn gái của em. Nghĩa là việc đầu tiên em làm vẫn là tiến đến gặp sếp chứ? Không phải ạ, em giống như là em có thể làm một lúc mà ổn thỏa xong hết mọi thứ ạ. Anh chỉ đang muốn biết là em làm cái động tác nào trước thôi. Khi mà cái việc đó xảy ra cùng một lúc, em làm động tác nào trước? Gọi điện cho sếp trước hay gọi điện ngược lại cho người yêu trấn an người yêu trước? Khi mà xảy ra công việc em sẽ gọi người yêu trấn an trước, sau đó em sẽ gọi cho sếp. Phải không nào? Đó là lựa chọn của bạn, em có hài lòng không? Dạ, tạm hài lòng thôi. Tạm thôi chứ chưa có mood lắm đúng chưa không? Chưa đã lắm. Chưa đã lắm, phải rút kinh nghiệm nha. Về vị trí của mình nào. Bây giờ là lúc mà các cô gái của chúng ta sẽ đưa ra quyết định, hội ý và nói lên tiếng nói của cô gái duy nhất đến với chương trình mong muốn tìm kiếm tình yêu, rằng sẽ tiếp tục dừng cuộc chơi với chàng trai nào trong số 4 chàng trai này. Thời gian hội ý dành cho các cô gái bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian đã hết. Đến giờ phút này, không biết là quý vị có đoán ra được ai là cô gái duy nhất đến với chương trình để mong muốn tìm kiếm tình yêu hay chưa? Và đâu là cô gái đã có bạn trai hay là đến đây vì lý do khác? Nhưng riêng bản thân Phương Hiếu vẫn chưa đoán định được đâu là cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu. Bạn đang ẩn mình khá tốt trong số 3 cô gái đang ngồi trên kia. Bây giờ là lúc Hiếu sẽ mời ngẫu nhiên một cô gái bất kỳ để có thể đưa ra quyết định dừng cuộc chơi. Các bạn khán giả tại trường quay, lần này mình muốn mời ai ạ? Ghiêu Ly? Quyến? Ghiêu Ly hay Quyến? Ai mong muốn lần này Ghiêu Ly sẽ đưa ra quyết định thay cho nữ chính? Giơ tay lên. Đếm. 1, 2. Bên đây là gần hết, chỉ còn một người. Còn bên đây, gần hết, chỉ còn 2 người. Vậy thì đồng nghĩa là Ghiêu Ly đang có sự áp đảo về sự quyết định của các bạn khán giả tại trường quay. Ghiêu Ly, vậy thì mời em thôi. Nào. Xin cảm ơn sự tin tưởng của tất cả khán giả. Bạn nào thì cũng có mỗi cái điểm riêng, điểm mạnh, điểm yếu của mình hết. Về phần của Lâm, Lâm cũng không có ngại trong cái phần trả lời của mình. Dứt khoát. Về phần của Tài thì cứ bị trả lời ngang ngang rồi để cho nó xong thôi. Nên cũng chưa có ấn tượng về. Còn về phần của Tiến thì phần ứng xử của Tiến rất là ok. Về riêng bản thân Gil sẽ chấm phần đó 8/10 điểm về phần của Tiến. 8/10 dành cho Tiến. Dạ. Chàng trai còn lại thì sao? Còn về Bảo thì Bảo cũng như Tài, cũng là chưa đã lắm.
thật sự là Gil rất là kỳ vọng phần bạn bảo đẩy lên nữa, cái mood nó phải lên nữa về phần xử lý tình huống nữa, nó mới cháy, nó mới đã, thuyết phục được Gil. Tổng kết và quyết định, nữ chính xin quyết định người ra về trong cuộc chơi lần này là Lâm. Cảm ơn em. Nữ chính quyết định dừng cuộc chơi với Lâm. Tôi muốn hỏi thêm lý do từ phía các cô gái. Hằng, vì sao dừng cuộc chơi với Lâm? Dạ là khi mà nữ chính đặt ra câu hỏi dành cho anh Lâm thì anh vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho nữ chính về cái định hướng nghề nghiệp tương lai của anh, nên dễ làm cho nữ chính vẫn không có cảm giác an toàn khi mà hẹn hò với anh sau này. Dạ em cảm ơn. Rõ ràng thưa quý vị, đối với các cô gái đâu đó những lời hứa hẹn đôi khi cũng có một chút tác dụng để mình có thứ mình bấu víu vào để níu kéo niềm tin. Còn với Quyên thì sao? Vì sao dừng cuộc chơi với Lâm? Dạ thì đối với một người mà độc lập tài chính như em thì em cảm thấy là tương lai với lại cái kế hoạch của Lâm nó không được rõ ràng cho lắm. Quan điểm của em cũng giống như bạn Hằng. Cảm ơn Hằng. Lâm thân mến, khi nghe những lý do từ các cô gái dành cho mình để quyết định dừng cuộc chơi, mình đồng tình hay không đồng tình với những suy nghĩ này? À, đồng tình ạ. Tại vì cũng là một người còn một chàng trai như em thì vào một trụ cột của gia đình mà kế hoạch thì vẫn chưa đầy đủ an toàn để mà bảo vệ được một cô gái. Chúc cho Lâm với chặng đường sắp tới mình sẽ có kế hoạch cụ thể hơn trong công việc, cuộc sống của mình cũng như định hướng cho một lộ trình dài để xây dựng mái ấm gia đình. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Từ 4 chàng trai từ vòng 2, nay chỉ còn 3 chàng trai để đến với vòng tiếp theo của Giao ước tình yêu. Chào đón quý vị đang đến với vòng 3 của Giao ước tình yêu. Đây là vòng mà các bạn sẽ tận dụng hết tất cả những dữ liệu đã có được từ hai vòng đầu để có thể đưa ra dự đoán xem đâu mới thật sự là cô gái duy nhất trong số 3 cô gái đến đây để tìm kiếm tình yêu. Và đâu là cô gái có thể đã có người yêu, đâu là cô gái đến đây vì mục đích khác. Ngay bây giờ, mời Tài xung phong đầu tiên. Nãy giờ mình đã có dự đoán gì cho riêng mình hay chưa? Dạ, em có đã có dự đoán cho riêng mình về cô gái nữ chính hôm nay ạ. Em dự đoán ngay từ vòng 1 hay vòng 2 hay bây giờ mới có dự đoán? Dạ, em lúc vòng 1 em nghĩ là em sẽ dự đoán một bạn khác, nhưng mà qua tới vòng 2 thì em đã có một dự đoán khác nữa. Vòng 1 em dự đoán ai là cô gái đến đây tìm tình yêu? Em dự đoán là bạn Hằng ạ. Vòng 1 dự đoán Hằng. Vòng 2 em dự đoán ai? À, vòng 2 em dự đoán bạn Quyên. Vòng 1 dự đoán Hằng, vòng 2 dự đoán Quyên. Tại vì sao thay đổi dự đoán sau hai vòng? Tại vì em thấy bạn Quyên có gì đó nó toát ra một cái vẻ nữ chính hơn là bạn Hằng. Cái vẻ nữ chính hả? Ủa, vẻ tự nhiên hơn. À vậy hả? Dạ. Ồ thì ra nữ chính cũng có hào quang rồi đó. Tại sao em để cô gái lẻ loi mặc một chiếc đầm trắng rất đẹp kia, em nghĩ rằng cô ấy là cô gái đã có chủ đúng không? Dạ em nghĩ một là bạn đã có chủ, hai là bạn không phải là nữ chính của cái chương trình này thôi ạ. Có hai phương hướng để mình nghĩ về cô gái áo trắng, và vẫn khẳng định rằng có thể cô ấy không phải là cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu. Ngay bây giờ là lúc mà em sẽ có thêm dữ liệu cho mình. Hãy đặt một câu hỏi nữa cho một cô gái bất kỳ để củng cố thêm niềm tin của mình và đưa ra quyết định cuối cùng nha. Em muốn đặt câu hỏi cho ai? Em nghĩ mình sẽ đặt câu hỏi cho bạn Quyên ạ. Quyên. Đánh trực diện vào người mà mình đang nghi ngờ. Đúng dạ, không? Đúng rồi. Câu hỏi đó là gì? Mời em. Dạ chào Quyên. Từ đầu anh theo dõi em á,
thì anh thấy em là một con người quan trọng vật chất hơn là tình cảm. Vậy nếu mà công việc của anh có kiểu trục trặc các thứ thì sau này mình có thể giúp đỡ lẫn nhau được không? Có phải ý anh là nếu như mà hai đứa có hẹn hò thì khi mà công việc của anh có trục trặc gì đó thì em với anh có thể hỗ trợ nhau hay không? Nếu như mà em đến đây để kiếm một người yêu, một bạn trai tương lai cho mình thì anh nghĩ em có hỗ trợ hay không? Hỏi ngược lại ha. Anh nghĩ em sẽ hỗ trợ anh trong công việc tương lai. Nếu như em đủ điều kiện để hỗ trợ anh thì em cần một người đàn ông bên em để làm gì? Chúng ta mà kiểu quen nhau, cách anh nghĩ chuyện chia sẻ về công việc với nhau á, thì nó sẽ là một điều hiển nhiên. Đối với một người có tính cách như em thì cái việc mà mình quen nhau, mình hỗ trợ cho nhau đó là việc bình thường. Nhưng mà em cảm thấy là cái việc đó nó cổ tích quá. Nó rất cổ tích. Em muốn ở đây nó thực tế hơn. Nên là em vẫn đặt câu hỏi cho anh thì anh nghĩ em có hỗ trợ cho anh hay không? Em nghĩ Quyên có hỗ trợ cho em hay không? Với lời đề nghị của em, nếu hai người đang là người yêu và em đang gặp phải trục trặc vấn đề. Em nghĩ là cũng có và cũng không. Em nghĩ là cũng có và cũng không, 50-50. Bây giờ là lúc mình sẽ đưa ra dự đoán xem với câu trả lời và cách đặt câu hỏi ngược lại của Quyên thì liệu rằng em vẫn giữ suy nghĩ Quyên là cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu chứ, hay là ai trong hai cô gái còn lại? Em vẫn giữ quan điểm Yuli là người đã có người yêu. Dạ, em vẫn giữ quan điểm đó. Vẫn như vậy, không thay đổi. Đó là dự đoán về Yuli. Còn Hằng thì sao? Em dự đoán đây là cô gái như thế nào? Dạ, em nghĩ Hằng cũng có thể đến đây tìm kiếm tình yêu. Vậy Quyên không phải à? Sau câu hỏi em đặt ra cho Quyên á thì em nghĩ là Quyên không đến đây để tìm kiếm tình yêu. Tại vì sao? Dữ liệu nào khiến em đã thay đổi quyết định tiếp tục một lần nữa ngay vòng 3? Tại vì em thấy Quyên rất là thực tế. Tại Quyên có thể chủ động trong tài chính của mình. Người phụ nữ mà độc lập tài chính, người ta sẽ không tìm kiếm tình yêu nhiều lắm. Không, sai. Người phụ nữ độc lập tài chính họ có quyền được yêu chứ. Đâu phải độc lập tài chính là không được yêu đâu, không tìm kiếm tình yêu đâu. Họ sẽ mạnh mẽ hơn là những người vừa dẫm vào tình yêu nhiều. Mạnh mẽ chứ đâu có ế trời. Đúng không? Người phụ nữ mạnh mẽ độc lập tài chính thì họ đâu có ế, họ cũng không muốn được yêu thương chứ em. Đó là nhận định của em và anh muốn chốt lại dự đoán của em. Cô gái duy nhất trong số 3 cô gái này đến đây tìm kiếm tình yêu là ai? Em nghĩ là bạn Hằng. Là Hằng, đó là dự đoán của Tài. Cảm ơn Tài, mời Tài về chỗ. Tiếp theo, mời em. Xin chào Tiến, em thấy gì về sự lúng túng và ngập ngừng của Tài? Thì em thấy bạn Tài vòng 1 thì bạn này cũng có định hướng rõ ràng, nhưng mà vòng tiếp theo thì em thấy cái cách nói của bạn là hơi bị lúng túng và thiếu chín chắn. Lúng túng và thiếu chín chắn, không đưa ra quan điểm rõ ràng trước câu hỏi của Quyên, đúng không? Em nghĩ rằng mình làm tốt hơn chứ? Em nghĩ vậy. Em nghĩ vậy, chắc vậy chứ đừng nghĩ vậy nha. Theo em dự đoán, ở vòng 1, vòng 2 và tới vòng 3 này, em có dự đoán trùng khớp ý kiến với Tài hay không? Tài đang dự đoán Hằng chính là cô gái duy nhất đến đây tìm kiếm tình yêu. Còn em thì dự đoán như thế nào? Chúng ta đi lần lượt từng cô gái. Ở vòng 1, vòng 2, vòng 3, em đã có dự đoán hay chưa? Ở vòng 1 thì em dự đoán bạn Quyên, vì em thấy bạn là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, năng động. Hồi nãy em có nghe được là bạn độc lập tài chính. Thì về cái phương diện tình cảm thì một người độc lập tài chính và họ tự có thể tạo ra được đồng tiền của họ, thì bên cạnh họ em nghĩ
Về vấn đề vật chất thì họ cần tình cảm. Họ cần một người đàn ông bên cạnh họ, san sẻ cho họ, lắng nghe họ những lúc mà họ stress hoặc là áp lực. Còn trong vòng 2, suy nghĩ nó có thay đổi hay không? Dạ, trong vòng 2 thì em vẫn nghĩ là bạn Quyên. Vẫn nghĩ là Quyên vẫn... Dạ. Đến vòng này, đến giờ phút này, sau màn đối đáp của Quyên và Tài, em có thay đổi suy nghĩ hay không? Em nghĩ bạn Hằng thì... Bây giờ là đổi qua Hằng đúng không? Dạ. Sorry, sao? Tại vì cái kiểu em suy nghĩ là hai bạn này em chưa biết phân biệt người nào là có người yêu hay chưa hết. Nhưng mà em nghĩ là hai bạn này là đang... Xác suất cao hơn. Xác suất cao, rất xác suất cao hơn là dạ. Julie. Dạ. Tại vì cô kia nhìn cổ chững chạc đúng không? Dạ. Nhìn cổ có vẻ trải đời. Dạ. Cho nên có thể là cổ có người yêu rồi. Dạ. Phải không? Vậy thì bây giờ em sẽ củng cố thêm dữ liệu của mình bằng cách đặt một câu hỏi cho bất kỳ cô gái nào. Khi lắng nghe câu trả lời đó xong, mình sẽ đưa ra dự đoán cuối cùng. Em muốn đặt câu hỏi cho ai? Dạ, em muốn đặt câu hỏi cho bạn Nguyên. Suy nghĩ như thế nào về một người đàn ông mà họ có tham vọng, họ có đam mê, nhưng mà họ thiếu động lực? Mời Nguyên. Thì ý của anh là cần một người con gái bên cạnh để có động lực cho anh. Vậy nếu như mà không có người con gái bên cạnh anh thì anh sẽ không đam mê nữa? Đương nhiên thì... ok. Đương nhiên thì cái thời gian anh độc thân là cái thời gian mà anh dành ra để anh có khoảng thời gian anh trau dồi kiến thức bản thân anh. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó để đồng hành cùng anh. Tại vì đằng sau một người đàn ông thành công thì lúc nào cũng có bóng dáng của người phụ nữ. Thì đối với anh thì anh cùng người phụ nữ ở bên cạnh anh. Thường nha, đối với đa số những người đàn ông trong gia đình, người phụ nữ của họ chính là động lực. Người phụ nữ của họ chính xác là động lực vô biên và tiềm tàng, giúp họ chỉ cần nghĩ về cô gái đó, nghĩ về mái nhà nhỏ đó, nơi có một cô gái đang ở đó chờ mình, để họ cố gắng bươn chải, nỗ lực, quyết tâm theo đuổi đam mê ở bên ngoài. Cũng có lý do, nhưng mà em đặt câu hỏi cho sai người rồi. Tại vì với một cô gái đang chủ động về tài chính thì cô ấy không nghĩ rằng mình trở thành động lực của ai đâu. Mình có thể là người đồng hành hay cũng có thể là người đồng đội để cùng chàng trai đó đi đến những điều tốt đẹp hơn. Chứ cô ấy không chỉ muốn là động lực. Tại vì động lực là người ngồi ở nhà đang chờ đợi điều gì đó. Mình thấy điều đó và mình nỗ lực hơn. Còn cô ấy đang độc lập về tài chính mà. Đó có thể là một chiến lược chưa đúng đắn. Tuy nhiên, qua phần trả lời của Nguyên, anh tin chắc rằng mình đã có thêm dữ liệu. Bây giờ mình cùng đưa ra dự đoán cuối cùng. Lần lượt từng cô gái, với Hằng, em nghĩ Hằng chính xác là cô gái như thế nào? Đã có người yêu hay đến đây vì lý do khác, hay là cô gái đi tìm tình yêu? Thì với Hằng thì em nghĩ Hằng đang là một cô gái có người yêu. Vậy thì Gilly, em đón sự hôm nay đến đây phần lớn là vì lý do khác. Còn Quyên thì sao? Chắc chắn Quyên đến đây vì tình yêu. Đó là lựa chọn của em. Và chúng ta cùng xem một chút nữa mình dự đoán có chính xác hay không. Nên nhớ rằng dự đoán này đừng có lo sẽ không hề thay đổi những nhận xét hay đánh giá của các cô gái dành cho em đâu. Mình chỉ đang dự đoán để xem mình dự đoán có đúng hay không thôi ha. Chúc em bình tĩnh và tự tin về chỗ chờ đợi kết quả. Chàng trai còn lại xin mời. Em đánh giá như thế nào về thần giao cách cảm của hai chàng trai vừa rồi? Em theo em thì các bạn còn khá trẻ để tìm được tình yêu. Khá trẻ để tìm được tình yêu, nghĩa là các bạn chưa sẵn sàng. Các bạn còn thiếu cái gì nhỉ? Thiếu về kinh nghiệm yêu luôn. Kinh nghiệm yêu, sự thấu hiểu phụ nữ. Vâng ạ. Đúng không? Đúng rồi. Sự độc vị cá nhân một ai đó. Em nghĩ em đủ không? Em không dám nhận mình là đủ các yếu tố sẽ thấu hiểu một người nào đó. Nhưng nếu như mình thương một người nào đó thì mình bằng mọi cách mình sẽ thấu hiểu được người đó thôi. Bây giờ chọn ngay một cô gái để đặt câu hỏi. Trước khi đưa ra dự đoán, em muốn chọn ai? Chọn Gil ạ. Chọn Gil. Cô gái mà đang nhận được nhiều phiếu là người khó yêu, rồi người có thể đã có người yêu, hay là đến đây chỉ để vui chơi này nọ thôi. Câu hỏi của em là gì? Câu hỏi em muốn dành cho Gil là quan niệm về tình yêu của Gil như thế nào? Và mẫu người yêu lý tưởng của em như thế nào? Anh muốn biết nữa. Quan niệm về tình yêu của Gil là một tình yêu nó bình dị thôi. Nó rất là bình thường.
không còn quá phải chỉnh chu hay là cao siêu như những cái tình yêu khác. Nói chung là đơn giản xuất phát từ hai trái tim của hai người đến với nhau. Còn về gu đàn ông người yêu của Gil, thật sự là Gil không có gu. Chỉ là hai người gặp nhau và gọi là gì ta? Gil thích cái kiểu tiếng sáng ái tình hơn á. Kiểu thích cái kiểu đó hơn. Thực tế hơn, gặp nhau ngoài đời và tình cảm xuất phát từ ngoài đời chứ không phải là từ mạng xã hội, mà kiểu tán tỉnh nhau trên đó rồi xong hẹn hò nhau rồi yêu nhau. Gil không thích như vậy. Nói chung là cái gì thì cũng phải tình cảm thật hết. Cái đó là quan niệm và gu của Gil. Nghĩa là phải face to face đúng không? Chứ không phải chỉ nhìn hình ở trên đó rồi nhắn tin một vài tin nhắn là thả thính rồi một vài câu nói điêu ngoa là yêu nhau đúng không? Đúng. Vậy thì cho anh hỏi Gil luôn nè, trong chương trình này Gil đã thấy tiếng sét nào chưa? Hỏi như vậy mới nên hỏi. Câu hỏi này khó quá ha. Em nghĩ là em sẽ giữ lại câu hỏi này để một chút gần cuối chương trình em sẽ bật mí. Vâng, tuyệt vời thưa quý vị. Đó, qua câu trả lời này của Gil, em đoán xem đáp án là như thế nào. Nếu như cô ấy không có tiếng sét nào thì cứ mạnh dạn nói là không có tiếng sét nào. Hoặc nếu như cô ấy rơi vào trường hợp đã có người yêu thì cô ấy thẳng thắn nói là không. Nhưng tại sao cô ấy lại giấu ở cuối chương trình? Mình suy luận ra xem, đồng nghĩa là cô này rất có khả năng đang có điều gì đó ẩn giấu. Mời em đưa ra dự đoán. Đầu tiên, vẫn là vị trí Gil liền. Em đoán đây là cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu thật sự, hay đây là cô gái đã có người yêu? Từ ban đầu em bước ra đây là em chắc chắn một điều rằng Yuli là người đến đây để tìm người yêu ạ. Là ngay từ vòng đầu cái tiên luôn. Cái linh cảm em nói vậy đó. Đó là thần giao cách cảm. Còn hai cô gái còn lại? Hằng và Quyên á, thì em nghĩ là chắc không tìm người yêu đâu. Bởi vì cái vòng vừa rồi á, Gil hỏi em rất là chi tiết và rất là nhiều câu hỏi khó. Bởi vì theo em thì thật sự những người ta muốn tìm người yêu cho riêng mình thì họ mới cần thiết để mà hỏi những cái câu đó, để mà có tìm phải là tìm đúng người hay không. Đúng, mình suy luận từ những cách đặt câu hỏi của các cô gái. Vậy thì theo em, hai cô gái còn lại là có người yêu hay chưa có người yêu? Vâng, theo em thì hai cô gái còn lại đều đã có người yêu hết rồi. Đều đã có người yêu hết rồi, đó là dự đoán của chàng trai còn lại. Một trong vỗ tay, cảm ơn bạn. Về vị trí nào? Quý vị, đó là dự đoán của các chàng trai. Còn các quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ thì sao? Quý vị dự đoán ai trong số 3 cô gái này là cô gái đã có người yêu? Ai là cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu duy nhất của chương trình? Các bạn khán giả tại trường quay nghĩ sao? Theo các bạn, ai là cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu duy nhất trong số 3 cô gái này? Ai? To lên nào! Ai đang dự đoán? Quyên giơ tay lên. 2, 4, 6, 8, dự đoán Quyên khá nhiều. Ai dự đoán Hằng, giơ tay lên. Vâng, khá ít. Ai dự đoán Gilly, giơ tay lên. Gilly và Quyên đang có mức dự đoán ngang ngang nhau nhé. Đó là dự đoán của khán giả tại trường quay. Phương Hiếu cũng đã có dự đoán cho riêng mình, nhưng tôi sẽ không tiết lộ. Bây giờ chúng ta cùng xem gương mặt nữ chính đang giấu thân ẩn phận từ nãy đến giờ, ngay bây giờ sẽ lộ diện. Sau tiếng đếm 1, 2, 3, trong các bạn, nếu ai là cô gái duy nhất đến đây tìm kiếm tình yêu, hãy mạnh dạn đứng thẳng dậy để cho chúng tôi được tìm kiếm. Chuẩn bị nhá, cùng đếm to nào. 1, 2, 3, xin mời là Quyên, xin chúc mừng. Xin chúc mừng các bạn khán giả có mặt tại trường quay đã dự đoán Quyên chính xác. Một tràng vỗ tay ạ. Chúc mừng quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Nếu như đã có dự đoán Quyên chính là cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu, thật bất ngờ đúng không nào? Thưa quý vị, và như vậy trong 3 chàng trai của chúng ta chỉ có duy nhất một chàng trai dự đoán chính xác là Quyên. Đó chính là Tiến, xin chúc mừng. Vậy còn hai cô gái còn lại đến đây làm gì? Gil, mình có người yêu hay chưa, hay tình trạng mối quan hệ như thế nào? Tình trạng mối quan hệ của em hiện tại là độc thân. Độc thân? Ủa gì đến đây làm gì vậy? Thì ngay từ đầu em cũng có ý định cũng tìm người yêu. Nhưng mà sau khi xuyên suốt hết buổi chương trình rồi thì em cũng có câu chuyện của em. Thật sự em là một người chuyển giới, không phải là một nữ. Thì
Em muốn xem thử thế nào khi mà mình tham gia một chương trình truyền hình thực tế để tìm kiếm về một mối quan hệ tình yêu. Hồi nãy anh có hỏi em cái câu tiếng Sếp ai tình. Thì cũng có, nhưng mà nó chưa có hẳn là 100%. Nhưng mà hình ảnh của một bạn đó thì cũng khá là giống với người yêu cũ trước đó của em. Người yêu cũ em là con trai nha, trai thẳng. Khi đó ngoại hình em chưa có gì hết, chỉ là một bạn nam tóc dài thôi. Bạn đó giống từng cách nói chuyện, giống cả cách biết làm người khác mềm lòng, cách ăn nói hay là cách cái tự tin hay là những cái biểu cảm của bạn đó khá là giống. Khi mới đầu kiểu như mới tiếp xúc thôi thì họ khá là quan tâm mình, thì họ cho mình rất là nhiều điều để mình tin tưởng họ. Nhưng khi bước vào một tình cảm thật sự rồi, những cái đó đều bị tan vỡ hết. Người ta đứng núi này trông núi nọ. Thì bản thân mình cũng không trách được, vì mình không có hoàn hảo 100%, mình vẫn còn thua thiệt. Nên là một ngày nào đó em phát hiện người ta có người thứ ba, và rồi em nên quyết định của em nên kết thúc sớm. Nghĩa là cho anh Hiếu hỏi rõ nè, nghĩa là lúc mà mình quen với chàng trai đó, lúc đó mình là một người con trai tóc dài. Dạ. Yeah. Mình chưa có thân hình như bây giờ đúng không? Dạ. Yeah. Mình chưa có quyết định chuyển giới. Dạ. Yeah. Rồi khi đó thì cậu đó lại tiếp tục lăng nhăng. Mình là người thứ ba đúng không? Dạ. Yeah. Mình trở thành người thứ ba. Rồi khi mà chia tay chàng trai đó, điều đó có dẫn đến quyết định em quyết định chuyển giới thành một cô gái thật thụ hay không? Cũng cảm ơn, vì em cũng không trách được người ta. Cảm ơn bạn đó rất là nhiều đã làm có một động lực để em quyết định thay đổi hoàn toàn. Nhờ bạn ấy mà em có ngày hôm nay, em chỉnh chu và tròn chỉnh hình ảnh của em hơn, và hiện tại em đang ngồi đây. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhưng mà anh hỏi thật nè, ba chàng trai, nãy giờ tụi em có nghĩ Yuli là người chuyển giới không? Dạ không. Có chàng trai nào nghĩ như vậy không? Dạ không. Không. Tài không nhận ra. Bảo không nhận ra. Không. Còn dạ. Em? Dạ không luôn. Không luôn đúng không? Dạ. Có ai nhận ra không ạ? Có hả? Có nhận ra hả? Thật ra là anh Hiếu cũng không để ý, tại vì đến với chương trình của chúng ta là những cô gái đa màu sắc và đa tính cách. Cách thể hiện của Yuli nãy giờ cũng không làm Hiếu nhận ra. Chắc Hiếu đang chú tâm về câu chuyện của các chàng trai nhiều hơn. Nhưng mà xin chúc mừng cho Yuli, dù chúng ta có một câu chuyện tình buồn, nhưng quan trọng là bây giờ từ chuyện tình đó đã cho chúng thêm một bài học, cũng là động lực để chúng ta hoàn thiện bản thân mình, sống đúng với ước mơ và mong muốn của chính bản thân mình, để giờ đây mình xinh đẹp và tự tin. Nhưng cái điều quan trọng là tiếng Sếp ái tình nó giống giống với người yêu cũ. Cho anh Hiếu hỏi, gương mặt đó đang có mặt tại đây hay không, hay đã dừng chân rồi? Hiện tại bạn đang đứng trên bục một trong ba bạn. Yeah. Em có thể mạnh dạn chia sẻ đó là ai không? Đó là người đã theo em xuyên suốt và đặt câu hỏi, và em đặt câu hỏi lại cho bạn từ đầu chương trình đến giờ, đó là Bảo. Bảo nghĩ gì khi biết Yuli là người chuyển giới, lại có thiện cảm với mình vì mình giống một phiên bản người yêu cũ đã từng đi qua đời cô ấy? Em thì khi mà nghe kêu là người chuyển giới thì lúc đầu thì cảm giác rất là bất ngờ, vì không nghĩ cô gái xinh đẹp như thế này chuyển giới rất hoàn hảo. Em bước ra là đã có cảm tình với Gil rồi, thực sự là như vậy. Nhưng khi biết được bạn đến đây không hẳn là để tìm tình yêu cho riêng mình, và cũng là chung em cũng không biết nói sao hết, tâm tư rối bời quá rồi. Cha xin phép em nói thêm được không ạ? Được. Thì ý định ban đầu của Gil là đến đây tìm người yêu, nhưng mà sau khi xuyên suốt hết các vòng rồi, kiểu như là nhắm được một trong năm bạn thì có nghĩa là Bảo. Nhưng mà Bảo quá giống với một người cũ của Gil, nên là Gil rất là sợ trái tim mình sẽ bị rạn nứt một lần nữa. Nên Gil quyết định là hôm nay đến đây không tìm người yêu, và có thể là sau chương trình mình có thể là tìm hiểu thêm và yêu nhau sau đó. Rất là welcome.
Thật ra nha, anh muốn làm rõ vấn đề nè. Đây là sân chơi cho các bạn độc thân để đi tìm kiếm tình yêu. Nếu Diêu đã nhận thấy được một tín hiệu cảm xúc, anh tin đó là một cái khởi đầu tốt. Và Diêu nên nhớ Bảo cũng là người đã chia sẻ, Bảo có những ấn tượng nhất định về Diêu từ những vòng đầu, cho nên anh chọn Diêu đặt câu hỏi rồi. Và thì bây giờ anh chỉ muốn hỏi duy nhất, nếu như Bảo không ngại vì mình giống với người yêu cũ của Diêu và đồng ý để tìm tới một mối quan hệ nào đó với Diêu, thì Diêu nghĩ sao? Chúng ta nên cho nhau một cơ hội, đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Đó là Diêu sẵn sàng đúng không? Bây giờ anh hỏi Bảo, lúc nãy Bảo chưa biết Diêu là người chuyển giới, cho nên Bảo đang có ấn tượng tốt. Bây giờ ấn tượng tốt đó có còn hay không khi biết Diêu là người chuyển giới? Vẫn như vậy à? Vẫn như vậy. Chỉ là bất ngờ tại thời điểm đó thôi, nhưng như thế thôi. Bảo có ngại không khi yêu người chuyển giới? Em không ngại được đó. Em không ngại. Vậy bây giờ nếu chương trình tạo cơ hội cho Diêu và Bảo đến với nhau, em có chấp nhận hay không? Sẵn sàng. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ từ Bảo. Nhưng rất tiếc đó chỉ mới là gợi ý từ Phương Hiếu mà thôi. Tại vì ngay lúc này quyền quyết định đang còn chờ đợi ở một trong những cô bạn cùng ngồi với Kiều. Đó chính là Quyên, mới chính là nữ chính. Trước khi quay trở lại với câu chuyện với Quyên, Hằng, em là người đã có người yêu chưa hay là đang độc thân? Dạ, hiện tại là em đang độc thân. Như là em đã giới thiệu hồi đầu chương trình là em hiện đang là sinh viên. Mà một sinh viên thì em còn đang có rất là nhiều hoài bão, ước mơ của mình để phát triển sự nghiệp cũng như là trong việc học của mình. Nên vậy em nghĩ là thời điểm này thì em không thể nào cân bằng được giữa tình yêu và sự nghiệp. Nên em quyết định là cái việc mà tìm kiếm tình yêu đích thực của mình sẽ ở trong một thời điểm khác thích hợp hơn. Và em tin chắc là vào một ngày không xa em sẽ chính là nữ chính tại chương trình và sẽ tìm tình yêu đích thực của mình. Vâng, cảm ơn Hằng đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã đến đây để trải nghiệm những cảm xúc tình yêu đôi lứa, làm thêm hành trang cho mình. Còn bây giờ quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, chính là cô gái duy nhất mong muốn đến đây tìm tình yêu. Một cô gái đã thể hiện ngay từ đầu cô ta là một cô gái bản lĩnh, độc lập, tự chủ về tài chính của mình. Khi mà Quyên nghe Diêu chia sẻ câu chuyện của mình và Hiếu đặt vấn đề Diêu và Bảo, hai bạn tiến tới với nhau, cả hai đã đều đồng ý. Quyên có chấp nhận nhường lại chàng trai này cho Diêu hay không? Tại vì bây giờ lựa chọn không còn là ở Diêu nữa mà chính là Quyên. Quyên đang là chủ cuộc chơi này. Quyên đang là người đang nắm trong tay quyền sinh sát, có thể dừng cuộc chơi với một trong ba chàng trai này. Anh muốn nghe tiếng nói của Quyên. Chị muốn đối đầu với em không? Tất nhiên sẵn sàng. Nếu như vậy thì em xin chương trình cho em được ngoại lệ một lần này. Ngoại lệ điều gì ạ? Tác hợp cho hai bạn không sao? Em xin lỗi anh Tiến và anh Tài. Xin lỗi một lúc hai chàng trai. Tôi đã hiểu lý do của Quyên rồi. Chúng ta vừa nghe Quyên đã đặt câu hỏi cho Julie là có muốn đối đầu với em hay không. Julie đã sẵn sàng và Quyên đã quyết định giữ chàng trai đang là tâm điểm tranh cãi ở lại. Đó chính là Bảo và muốn dừng cuộc chơi với hai chàng trai. Thay vì ở vòng này dừng cuộc chơi một chàng trai, vòng sau chỉ có một chàng trai giành chiến thắng. Và như vậy, tôi phải xin ý kiến từ chương trình. Được ạ. Quyên thân mến, đây là sân chơi tạo ra để cho các bạn tìm kiếm tình yêu. Nếu các bạn đồng ý cạnh tranh sòng phẳng với nhau để chinh phục tình yêu của mình, theo format của chương trình, chúng tôi đồng ý. Và như vậy chúng ta dừng cuộc chơi với Tài và Tiến. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Thưa quý vị, và như vậy, từ ba chàng trai, chúng ta chỉ còn một chàng trai để đến với vòng cuối cùng.
trên hàng ghế ba cô gái. Không chỉ một cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu, mà lại xuất hiện thêm một cô gái đã có những ngọn lửa tình yêu, những cảm xúc le lói khi tham gia chương trình. Khi đến với vòng quyết định, chúng ta tạm biệt với Hằng. Cảm ơn Hằng đã đến với chương trình. Ngay bây giờ, lần đầu tiên chương trình đã phá luật dành ưu ái đặc quyền cho cô gái nữ chính, cũng chính là cô gái đến đây tìm kiếm tình yêu. Loại một lúc hai chàng trai, chúng ta cùng với một chàng trai còn lại và một đối thủ trực tiếp là Julie đến với vòng quyết định mang tên Giao ước tình yêu. Chào quý vị đang đến với vòng quyết định của Giao ước tình yêu. Thưa quý vị, đã có một sự thay đổi. Ngay lúc đầu, người đến đây chinh phục các cô gái là các chàng trai. Nhưng đã có một sự việc xảy ra ngoài ý muốn ngay tại vòng 3. Hai cô gái, trong đó có một cô gái đến đây tìm tình yêu đích thực. Đó chính là Quyên. Và một cô gái lúc đầu chỉ đến đây muốn trải nghiệm những cảm xúc của tình yêu mà thôi. Rồi thì cô ta cũng bắt gặp được tiếng sét ái tình nơi một chàng trai trông giống như người yêu cũ và cảm xúc trỗi dậy. Và cô ta cũng quyết định mở lòng mình. Qua lời thách đấu và đồng ý giữa hai bên, ngay lúc này, người cần thể hiện và chinh phục tình yêu đã lật ngược thế cờ, đang trở thành hai cô gái. Nhưng chúng ta vẫn nhớ, trong phần đối đáp ở vòng 3, Bảo là người đang có ấn tượng tốt, nghiêng về Julie. Liệu rằng sự chinh phục của hai cô gái này có làm sự lựa chọn của Bảo thay đổi hay không? Ngay bây giờ, hai cô gái, Quyên và Julie sẽ cùng thuyết phục chàng trai này. Vì sao nên chọn mình mà không nên dành sự lựa chọn cho người còn lại? Thời gian dành cho hai bạn bắt đầu. Vì sao Bảo nên chọn Kiêu? Là vì ở Quyên, ngay từ khi những câu hỏi Quyên đặt ra ngay từ đầu chương trình đến giờ, tài chính là cái đặt lên hàng đầu. Vậy thì cho Kiêu hỏi tình cảm Quyên đặt ở đâu? Để mà đặt những câu hỏi hoặc là trả lời với những bạn nam về cái việc mà em không cần tới tài chính, em không cần anh phải giàu, em chỉ cần anh có một trái tim vàng và một túp liều, em cảm thấy nó rất là hư vô. Như là em muốn xoáy thẳng vào cái việc đó để biết được người đó họ chín chắn và họ có thể lo được cho em. Vậy thì Quyên nghĩ ở Quyên hơn Kiêu ở điểm gì để Bảo chọn Quyên? Ở Quyên hơn Kiêu ở điểm là Quyên biết hiện tại xã hội mọi người đã chấp nhận cộng đồng LGBT rồi. Nhưng mà ở cái mối quan hệ này, em nghĩ anh nên suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì đôi khi người phụ nữ vẫn lợi thế hơn là Kiêu. Và chưa hết, Kiêu đến đây không phải mục đích để tìm kiếm người yêu, mà chính em mới là người đến đây tìm kiếm tình yêu thật sự. Kiêu chỉ gặp anh và đó gọi là tiếng sét ái tình thôi. Thì anh nghĩ cái tiếng sét ái tình nó có lâu dài không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, anh là bản sao của người yêu cũ Kiêu. Anh có muốn mình là một người thay thế không? Cái yếu thế của Kiêu là về vấn đề giới tính. Nhưng ngay từ khi mà Kiêu đã công khai, Bảo chắc chắn vẫn đinh ninh, vẫn giữ sự lựa chọn của Bảo. Không phải vì cái vấn đề giới tính mà Kiêu sẽ thua Quyên. Nhưng ở Kiêu có một trái tim ấm áp, một sự trải đời rồi. Còn Quyên rất là gai góc. Một trái tim không có sự chân thành á, có thể chán người này rồi quen lại người khác. Nên là Kiêu vẫn tự tin mình rằng là một người có trái tim chân thành và ấm áp đủ đem đến một tình yêu hạnh phúc cho Bảo. Thật sự mà nói á, không phải vẻ bề ngoài gai góc là không có trái tim chân thành. Thứ nhất, em phải trải qua những gì trong cuộc sống này em mới có được hình dáng gai góc như thế này. Và cái thứ hai nữa, em độc lập tài chính, em có thể hỗ trợ anh
và anh cũng có thể hỗ trợ lại em. Và cuộc sống của mình chỉ có đi lên và không bao giờ đi xuống. Và em cũng không phải là một người phụ nữ lúc nào cũng ở bên cạnh người đàn ông cần sự hỗ trợ của họ, hay là cần người đàn ông bên cạnh mình để làm cái này làm cái kia cho mình. Tài chính ở đây của em là sao? Để em cho mọi người thấy em là một người con gái hiện đại, biết độc lập, biết kiếm tiền, biết lo lắng cho cả gia đình mình và người bạn trai của mình nữa. Không chỉ về việc em giỏi về việc kiếm tiền, mà em có nhiều kinh nghiệm sống, cho nên là em mới có bản thân gai góc như thế này. Vâng, cảm ơn hai cô gái rất nhiều. Một tràng vỗ tay cho cả hai. Cảm ơn sự tranh luận văn minh của hai bạn. Cảm ơn sự tranh luận đâu đó cũng hiểu về đối phương và dành những từ ngữ khá cẩn trọng dành cho đối phương. Đó là sự văn minh của chương trình này, sự văn minh của những người trẻ. Bây giờ Quyền quyết định hoàn toàn nghiêng về Bảo. Rõ ràng ngay lúc đầu Bảo có những ấn tượng tốt về Gil, nhưng tôi tin chắc rằng đó là khi Quyền chưa lên tiếng rằng mình cũng có cảm tình với Bảo. Còn bây giờ, Quyền là một phụ nữ độc lập, bản lĩnh và tự tin, không ngần ngại đặt trực diện những câu hỏi về tài chính, về kế hoạch, về mục tiêu tương lai cho các chàng trai. Nghĩa là Quyền đang sẵn sàng để đi đến một quyết định tìm hiểu lứa đôi, thậm chí là đi xa hơn cho hạnh phúc sau này. Giữa một bên, nếu Bảo lựa chọn, Bảo sẽ trở thành những cảm xúc na ná người cũ. Còn giữa một bên, nếu Bảo lựa chọn, Bảo sẽ trở thành niềm cảm xúc tươi mới cho hạnh phúc lứa đôi. Liệu rằng giữa cũ và mới, Bảo sẽ quyết định như thế nào? Và ngay bây giờ là thời khắc quyết định. Bảo sẽ là người đưa ra quyết định của mình. Tôi tin rằng các chàng trai khi đến với chương trình đều mang đến một món quà để thực hiện giao ước tình yêu. Đó chính là một chiếc nhẫn, đúng không ạ? Và dĩ nhiên, thưa quý vị, Bảo chỉ có một chiếc nhẫn, nhưng trước mặt Bảo là hai cô gái. Chiếc nhẫn này được đeo trên tay cô gái nào đồng nghĩa với việc cô gái đó chính là cô gái mà Bảo đã lựa chọn. Ngay bây giờ, chúng ta mời quyết định của Bảo. Xin mời! Trước khi quyết định thì anh xin cảm ơn Nguyên và Gil đã cho anh những cảm xúc nhất định. Cảm ơn Gil đã tạo cho anh những ấn tượng ban đầu rất là mạnh mẽ. Và cũng cảm ơn Nguyên đã quyết liệt dành lại tình cảm của anh lúc cuối cùng. Có thể là lựa chọn của anh làm tổn thương một trong hai người, nhưng anh tin rằng sự tổn thương đó sẽ mở ra một cái hành trình mới, là hành trình hạnh phúc của đôi ta. Anh tin điều đó sẽ có thể. Và lựa chọn của Bảo đó là, xin mời, 1, 2, 3. Anh xin lỗi. Lúc này tôi đứng ở vị trí bên này để cùng với Gil. Có lẽ anh tin rằng là Gil cũng đã phần nào đoán được kết quả, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì sao đoán được kết quả nhưng mình vẫn mạo hiểm để thể hiện tình yêu của mình? Vì cái gì nó tốt cho mình thì mình nên làm. Và cái điều đó em đã làm rồi và em cảm thấy nó tốt rồi. Vì kiểu may mắn chưa đến với mình thôi. Em hy vọng là đâu đó trong tương lai sẽ có một người hoàn hảo và tốt với mình sẽ xuất hiện. Đâu có lý do gì một người ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn mà không được quyền nói lên tiếng nói mà mình yêu ai và thích ai, đúng không? Đúng. Vì còn lại được hay không đó là cuộc chơi thôi, phải không? Quan trọng là mình đã dám nói lên việc mình yêu ai và thích ai. Và anh tin rằng mình cũng không đoán được nước cờ là cô này cổ khủng mến Bảo. Đây là nước cờ anh tin rằng Gil cũng không đoán được, đúng không Gil? Ngoài ý muốn của mình thôi. Thật ra lúc đầu Gil hoàn toàn không đến đây để cạnh tranh bất kỳ một chàng trai nào cả, nhưng đó là cảm xúc bộc phát và cuối cùng lại vô tình trùng với lựa chọn của cô gái duy nhất đến đây tìm kiếm tình yêu. Cho nên coi như thôi xui bỏ qua. Chúc cho Gil sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Và đặc biệt là trong con đường tình duyên của mình sẽ sớm gặp được chàng trai hết lòng vì mình, không lung lay thay đổi quan điểm, trước sau không như một. Hẹn gặp lại Gil trong những chương trình khác. Cảm ơn Gil. Anh nói như vậy Bảo có nhột không? Nhột đúng không? Tại vì sao lúc đầu có ấn tượng với Gil, sau đó lại chọn Quyên? Tại vì em nghe Quyên nói cái câu đó em lại nhận thức ra được, đúng là em có ấn tượng với Gil.
Nhưng khi mà đi sâu về những cái đề tình cảm đó thì nó cũng sẽ rất là khó. Và hơn nữa, đúc kết lại thì bạn kêu đến đây không phải là tìm một tình yêu mới. Em giống như là một cái bạn cũ ấy rồi vậy đó. Cho nên em suy nghĩ là mình không thể nào hạnh phúc được. Thấy chưa? Đó là lý do người ta thường nói á, sau lưng một người đàn ông thành công luôn luôn là hình bóng của người phụ nữ. Và nếu có một quân sư tỉnh táo, thông minh và tinh tế hiện đại như là Quyên đây thì chắc chắn sẽ luôn luôn khiến cho đầu tàu của gia đình đi đúng hướng. Phải không nào? Đôi khi mình chệch choạc vì những cảm xúc cá nhân ở bên ngoài, nhưng chính những định hướng đúng đắn, những an ủi và can thiệp kịp thời giúp chúng ta tìm ra được con đường mà mình muốn đi. Đó là công lớn nhờ Quyên. Vâng, một tràng pháo tay dành cho Quyên, một cô gái rất thông minh thưa quý vị. Và đây là cái kết thật là tuyệt vời, mạnh mẽ, dũng cảm để nói lên tình yêu của mình. Và như vậy, giao ước tình yêu ngày hôm nay thành công mỹ mãn. Xin chúc mừng cặp đôi. Chúc cho hai bạn sẽ tôn trọng nhau, tìm hiểu nhau thật tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời trong tình yêu để sớm có tình yêu dành cho chương trình nhé. Và dĩ nhiên rồi thưa quý vị, đây là tất cả những cảm xúc chỉ có tại giao ước tình yêu. Chương trình sẽ luôn đến với quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Chúc quý vị một đêm ngon giấc với những cảm xúc tình yêu thăng hoa. Hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.